Thủ tướng Erdogan nói chuyện với người tị nạn Syria tin từ Akkakel. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói trước hàng ngàn người tị nạn Syria rằng mọi cuộc khai sinh thần thánh đều đau khổ. Hiện giờ Syria đang chuẩn bị cho một cuộc khai sinh thần thánh quá ý muốn của toàn dân. Thủ tướng Erdogan đã nói chuyện với người tị nạn Syria đang ở Akkakel, nằm trong tỉnh Sanluafra. Ông Muad al-Khatib là chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria, được quốc tế thừa nhận là tổ chức đại diện cho toàn dân Syria, đứng bên cạnh Thủ tướng Erdogan. Các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đang chứa 150.000 người Syria. Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chỉ có khả năng chấp nhận 100.000 người tị nạn, nhưng hiện giờ vẫn tiếp tục nhận, không ấn định giới hạn. Thị trấn Akkakel nằm sát biên giới thường ảnh hưởng chiến tranh. Trong tháng 10, một quả đạn pháo bắn lạc trúng một căn nhà làm 5 người chết. Mặc dù các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ có máy sưởi xách tay, người tị nạn được cung cấp 3 bữa ăn nóng mỗi ngày, nhưng họ rất khổ sở vì thời tiết mùa đông lạnh dưới 0 độ C và mưa liên tục.